Thưa quý vị, các quốc gia Eurozone đang kêu gọi nhanh chóng thành lập liên minh ngân hàng. Liên minh này là đề tài trọng tâm được đưa ra thảo luận trong hội nghị Bộ trưởng Tài chính Eurozone diễn ra hồi tháng trước. Đây được xem là nỗ lực của EU nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng nợ vốn đang làm suy yếu các ngân hàng trong khu vực này. Các quan chức hàng đầu châu Âu đã và đang thảo luận về việc nhanh chóng thành lập liên minh ngân hàng và giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp. Một thực tế mới mà cuộc khủng hoảng này mang lại đó là liên minh tiền tệ kinh tế EMU mà chúng ta tạo ra đã không còn phù hợp với thời cuộc. Chúng ta đã phải điều chỉnh khuôn khổ chính trị của chúng ta để có thể giải quyết hiệu quả vấn đề này. Vấn đề liên minh ngân hàng cũng đã được đưa ra thảo luận trong buổi gặp mặt tại Berlin giữa Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schäuble cùng đồng cấp của Pháp ông Pierre Moscovici. Hai vị này nhấn mạnh, các kế hoạch về liên minh ngân hàng đóng vai trò rất quan trọng giúp châu Âu vượt qua khủng hoảng tài chính. Tháng trước, Đức có ý muốn dừng ngay các kế hoạch này lại khi cho rằng EU cần phải xem xét các thay đổi trong hiệp ước trước khi tiếp tục. Tuy nhiên, lập trường của ông Schäuble dường như đã được dịu lại. Bên cạnh đó, tình trạng thất nghiệp hiện là mối quan ngại lớn cho các nhà lãnh đạo Tây Ban Nha và Ý. Hai nước vừa kêu gọi các đối tác châu Âu hành động nhanh chóng để đối phó với tình trạng thất nghiệp ở thanh niên và thúc đẩy liên minh ngân hàng. Thủ tướng Ý Enrico Letta muốn tập trung vào những chủ đề này tại hội nghị thượng đỉnh của EU vào tháng 6 tới. Christian Schulz từ ngân hàng Berenberg cho biết vẫn còn rất nhiều việc phải được giải quyết trước khi liên minh ngân hàng có thể được thành lập. Chúng ta cần phải có một khuôn khổ luật pháp phù hợp, phải biết điều gì nên làm và không nên làm trong liên minh này. Rõ ràng ngân hàng trung ương châu Âu sẽ đảm nhận việc giám sát, nhưng giám sát những gì còn là điều cần bàn đến. Chính phủ các nước vẫn đang rất lo lắng làm sao để có thể kêu gọi trách nhiệm của người dân châu Âu trước tình hình yếu kém của hệ thống ngân hàng trong khu vực.